Thưa quý vị thính giả, vào chiều qua 6 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, cuộc trò chuyện giữa huyền thoại sống tỷ phú Jack Ma với hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, ngoài những câu nói truyền cảm hứng thú vị và đầy ý nghĩa từ Jack Ma, có lẽ khoảnh khắc chàng thanh niên khóc quỳ lại để bày tỏ tình cảm của mình với thần tượng là hình ảnh khó quên, thậm chí là ám ảnh với những người tham dự. Chàng trai đó tên là Đức Minh, đến từ Đắk Lắk, hiện đang là MC cho các sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, vốn ngưỡng mộ những tư tưởng của Jack Ma. Nên khi hay tin ông đến Việt Nam, chàng trai đã sớm có mặt tại Hà Nội từ ngày 3 tháng 6 để mong được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. May mắn đến với Đức Minh, bởi khi có mặt tại hội trường, chàng MC đã nhanh chóng được cầm micro để đối thoại trực tiếp với Jack Ma. Như cá gặp nước, lập tức Minh Đức khóc nghẹn, lạc giọng hô to, quỳ lớp Jack Ma. Hơn thế nữa, chàng trai sinh năm 1988 còn định leo lên sân khấu tặng quà và trao bức thư tự viết cho Jack Ma. Khi hành động bất ngờ đó của nam thanh niên bị lực lượng an ninh ngăn lại, anh chàng đã ngồi thụp xuống vái lại tỷ phú đến từ Trung Quốc, thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc của mình. Trước những hành động trên của nam thanh niên 29 tuổi, cả hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã không khỏi ngỡ ngàng xôn xao. Khi những hình ảnh về hành động của thanh niên này lan rộng trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng nam MC quá khích hay chỉ nhằm mục đích làm màu. Tuy nhiên, trả lời, Đức Minh cho rằng những hành động của anh không phải là quá khích. Anh chàng còn so sánh hành động này là tương đồng với thần tượng Jack Ma. Người ta nói Đức Minh bị khùng điên, nhưng trước khi Jack Ma trở thành người như hôm nay thì ông ấy cũng như thế, và Đức Minh không quá khích, mà đang thực hiện ước mơ của mình là gặp và bày tỏ tình cảm với thần tượng. Về câu hỏi, có phải hành động chỉ để làm màu, tạo sự nổi tiếng, Đức Minh đáp rằng, anh có mặt tại sự kiện vì cái tâm của mình, vì mong muốn thực sự được gặp và đối thoại với tỷ phú Jack Ma. Về câu hỏi liệu có bị ảo tưởng không khi bày tỏ rằng mong ước sẽ đi ra nước ngoài để gặp và nói chuyện với Jack Ma, cũng như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Đức Minh khẳng định, đối với mình, quan trọng nhất là hành động. Mình không quan trọng người khác nghĩ gì, mình biết mình là ai, mình đang ở đâu và mình đang làm gì. Hôm nay có cơ hội thì phải nắm bắt cơ hội. Người thành công là người phải biết nắm bắt cơ hội. Được biết, món quà mà Đức Minh tặng cho tỷ phú đến từ Trung Quốc là những sản vật đến từ Việt Nam, như tinh bột nghệ Phú Quốc, tỏi Lý Sơn, trà Cung Đình Huế, bánh đậu xanh Hải Dương, với mong muốn vị tỷ phú này có thể quảng bá những sản phẩm Việt ra khắp thế giới.